Chúa theo Thánh Matthew chương 7, câu 6, câu 12 đến câu 14. Của Thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Chúa Giê-xu vừa dạy cho các môn đệ một nguyên tắc vàng cho cuộc sống. Hãy làm điều mà họ muốn người khác làm cho mình. Lẽ thường, ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho mình. Muốn được người khác yêu thương, quan tâm, giúp đỡ. Chúa Giê-xu biết rõ điều đó, và người đã chỉ cho các môn đệ cách thế để có thể đạt được điều mà các ông mong muốn. Hãy đi bước trước để làm những điều tốt đẹp cho người khác. Hãy chủ động để thực thi những nghĩa cử yêu thương, quan tâm đến tha nhân. Dù biết rằng để sống nguyên tắc vàng này, đôi khi người môn đệ Chúa Giê-xu phải bước qua cửa hẹp, phải đi con đường chật. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống bài học quý giá mà chính Chúa Giê-xu đã dạy. Hãy áp dụng nguyên tắc vàng này trong từng ngày sống của mình, với tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc trong môi trường làm việc, học tập, nơi cộng đoàn giáo xứ, và nhất là trong gia đình của chúng ta. Chắc chắn khi sống điều đó, chúng ta phải chấp nhận những khó khăn, thử thách, nhưng đó là con đường đưa chúng ta bước theo Chúa để có được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho chúng con lòng can đảm và sức mạnh để bước qua cửa hẹp và đi con đường chật chội. Ngõ hầu có thể sống trọn vẹn nguyên tắc quý giá mà Chúa để lại cho chúng con.